Mẹ. Ơ, anh Tuấn thằng thằng cố đây đi nhanh nữa. Nhìn mặt ra chứ. Nguyễn Minh Triết. Tôi thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ trên mọi miền Tổ quốc, kiều bào ta ở nước ngoài, lời chúc mừng. Ông Nguyễn Minh Triết chúc mừng năm mới. Tôi gửi tới nhân dân các dân tộc trên thế giới lời chúc hòa bình, hữu nghị, hợp tác. Tân Mão đấy. Năm Tân Dần vừa qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính. Ê, đúng rồi hả? Tí này. Hai hồi nào hỏi nơi thì hình như có. Duy Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thập lục niên dân hết tôn mạo tuân chính nguyện sớ hết nhận nghề an tịnh quỳnh lưu kiện tôn người dễ nhị tôn nguyện bình quân đồng tiên tôn đẳng cận dụng trị tôi hai quận huyện tổ cáo điền hưởng gia tư dương đệm ngải thọ huệ tế lan tự như phú quân điền tổ tỷ thị tam hoàng tiểu phi tao ngu phu nhân điền tổ khảo tiền linh minh thắng vũ vệ tứ đời mụ trưởng nguyện thị lăng phú quân tự phú quân hiện tổ tỷ tiền nguyện công trị nhất bộ tỷ nhất học tập sản xuất từ mỗi trong thực hiện thành công các mục tiêu nhiệm vụ tiền năm 2011 và công kế nguyện nhân mới thắng lợi mới tổ tỷ tiền nguyện công tác thất bộ tỷ tam hàng tiểu tử tam thứ nhân tiền tạo kiêm hội trưởng thượng linh trưởng thọ lão ông Nguyễn Mạnh Công thủ khắc chính phí văn sung phủ ngân phủ quân tiền tỷ tiền Nguyễn Nhất Thằng phi thị kiểm tự minh hữu nhân tiền tỷ tiền Nguyễn Công kế nhất phí thị trúc hiệu tử cần mật hữu nhân hiện khảo tiền Nguyễn Trọng Lan phí văn luân thủy viện nghiêm phủ quân vong điền Nguyễn Tam Lam Thủy Đôn Tư phủ nhân vong tiền Nguyễn Mạnh Lam Nguyễn Văn Nậm phủ nhân vong tiền Nguyễn Lan Tứ Văn Thuận phủ Liêm Cần phủ quân vong tiền Nguyễn Nhất Lam Thủy Văn Ngọc phủ nhân điện cách mạng dân chủ xã hội tăng xã nông nghiệp tham dự có đội sản xuất tham dự hội đồng nhân dân xã hội viên hội người cao tuổi được quyết quan trọng tốt đẹp nhất nhất thuế ông Nguyễn Phạm Công mưa thuận gió hòa trời yên biển lặng mùa màng bội thu xin chúc người người nhà nhà một năm mới thật nhiều may mắn niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. À, vâng, năm mới Tân Mão 2011 sẽ là một năm đặc biệt với tuổi trẻ Việt Nam. Năm 2011 được Đảng và Nhà nước chọn làm năm thanh niên. Phong tiền Nguyễn Nhật Lam phí văn chủ hữu nhân hiện khảo tiền cách mạng dân chủ xã viên hợp tác xã nông nghiệp tham dự quân đội dự chức tập hội xóm hưởng linh ngũ thập tư tuế ông Nguyễn Trọng Công phí đình tiến phủ quân phong tiền Nguyễn Tam Lan phí đình hưởng phủ quân phong tiền Nguyễn Thị Nhị Hàn phí thị mai phủ nhân ông hai gọi phong tiền Nhất Tôn phí đình duy phủ quân liệt vị vì tiền viết kim vị
tỷ phương từ cử cử trịnh bị tân cung tần lễ sơ phục vọng giám lâm phục nhị hộ vệ thực lại thị tử thương giả thượng hưởng cận táo.